Khi nó trong cộng đồng báo cho tôi biết đó, thân nhân của họ, quý vị biết không? Chết sư Lương Tùng Quang. Cho nên nó họ rất là đây dã là Nguyễn Văn Bon, ông đang Cộng sản Việt Nam rất là dã man trong những cái ông Lê Công. Hành động và những cái việc làm. Mặc dù là họ không có phơi bày trên báo chí, đương nhiên những cái việc xấu xa giống như vậy làm sao phơi bày, đúng không quý vị? Thì đó là những cái việc mà chúng ta biết được qua đồng bào của chúng ta mà thôi. Thì quý vị thấy đó, là đó là những cái hành động rất là dã man mà vô nhân đạo. Đây nè quý vị, mà thấy anh cảnh sát áo đen, áo xanh đạo, dã man. Nước thì đối diện bán mà muốn chi những cái chuyện đó, đúng không quý vị? Đã đảo nhà Cộng quyền Cộng sản Việt Nam. Đó đồ. Đã đảo Bộ Cộng sản Việt Nam phản quốc. Đó đồ. Dạ đúng như vậy em Quân. Trong đó đó là cái tòa đại sứ của Việt Cộng ngày bây nó hơi quầy cái ugly. Nhưng mà trước năm 1975 đó thì đó là cái tòa đại sứ của Việt Nam Cộng hòa chúng ta. Đây là một cho nên đây là ngôi nhà của chúng ta. Chúng ta có trách nhiệm phải lên tiếng nói cho thế giới biết chiếm lấn cái sự tệ hại và cái tệ nạn nhân quyền ở tại Việt Nam nó kinh khủng như thế nào. Đương nhiên là còn đang chuẩn bị nó bao gồm từ cái vấn đề đàn áp dân cho tới vấn đề tham nhũng tới vấn đề nhốt dân trong nhà để mà dân chết nó cũng không biết, rồi bán đất bán biển và nhiều thứ nữa. Kính thưa quý vị, đã đâu Việt Cộng, đã đâu, đã đâu Việt Cộng, đã đâu, đã đâu Việt Cộng, đã đâu. Thưa quý vị, cảnh sát họ có nhờ ban tổ chức luôn luôn lưu ý chúng ta là trước mặt quý vị là hàng rào, có nghĩa là chúng ta đó, không nên đi tới gần hàng rào đó. Cái phạm vi còn đang đợi phái đoàn của Sydney, đây là cái hướng vào của tòa đại sứ Việt Nam Cộng hòa trước 30 tháng 4 năm 1975. Ở phía sau lưng chúng ta là cái ban nó màu yellow. So please try to stand in front of the yellow barricade. Do not go beyond that. Để mà mình giữ cái hình ảnh đẹp của người Việt ở tại đây. Thưa quý vị, trước khi mà chúng ta đến đây á, thì ban tổ chức như cá nhân tôi, một số ban tổ chức khác, như anh Nguyễn Văn Bon, chủ tịch Đại Biểu Châu Á, thì chúng tôi đã được cảnh giác là có thể có một số phần tử bất hảo họ sẽ trà trộn vào trong đoàn người biểu tình để mà kiếm cách gây rối. Âm thanh hôm nay nghe rất là tốt đó quý vị. Người Việt của mình mà mình đã tạo dựng hơn 4 thập kỷ qua. Và tôi hy vọng đây chỉ là cái tin đồn thôi. Ở bên Melbourne. Nhưng mà tôi cũng xin nhân cái dịp này để mà kêu gọi, nếu mà quý vị bất hảo đang có đứng trong hàng ngũ của chúng tôi thì quý vị có hai sự lựa chọn. Hoặc là quý vị ngay lập tức rời khỏi cái địa điểm biểu tình. Hoặc là quý vị đứng bên cạnh chúng tôi và hướng về một kẻ thù chung của dân tộc là Bộ Cộng sản Việt Nam. Đã đâu ông Sơn? Đã đâu? Đã đâu ông Sơn? Đã đâu? Đã đâu ông Sơn? Đã đâu? Tất cả nhân viên công lực đứng trước mặt quý vị đã được cảnh báo trước ít nhất là 3 tuần. Họ rất là ưu ái với những người ông ngoài biểu tình chúng tôi, nhưng mà họ sẽ rất là nặng tay với thành phần bất hảo ở đây. Ngay hồi sáng này họ cũng đến gặp tôi, họ nói hình như nếu mà cần họ đưa quân quyển tới. Hôm nay là cái ngày thứ bảy. Cho nên bà con nếu mà cảm thấy có ai trong cái nhóm người biểu tình mà họ có một cái hành vi muốn quấy rối thì quý vị đừng đụng tới họ, chỉ cần giơ tay lên thì chúng tôi sẽ kêu mời cảnh sát tới làm việc với họ ngay lập tức. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn công rất là nhiều. Thưa quý vị, lúc nãy tôi có giới thiệu bác Đinh Quốc Hùng là một trong những người mà có đóng góp rất là nhiều tại cộng đồng New South Wales. Tôi muốn xin giới thiệu cho quý vị một trong những người tiên khởi tại cộng đồng Úc Châu này, lập ra cái cộng đồng ở tại Úc Châu, người Việt ở tại Úc Châu, đó là luật sư Lương Tùng Quang. Sau 40 mấy năm ông vẫn đứng vững với cộng đồng chúng ta. Xin quý vị vui lòng cho luật sư Lương Tùng Quang một tràng vỗ tay. Yeah. Dầu tôi biết cái này đáng lẽ là tôi không chia sẻ, nhưng mặc dù tôi biết sức khỏe của ông rất là kém, tuy nhiên cái tinh thần rất là cao, vẫn đứng chung với cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi thật sự xin cảm ơn quý vị tiên khởi đã đứng suốt với là cộng đồng chúng ta trong suốt 40 mấy năm và đang tiếp tục đứng với cộng đồng chúng tôi với chúng ta. Xin cảm ơn luật sư Quang, và tôi biết chút xíu nữa đây còn có một số quý vị tiền nhiệm cũng sẽ có mặt ở đây nữa. Xin cảm ơn luật sư rất là nhiều. Kính thưa quý vị, anh Công anh nói cái thành phần mà bất hảo, tôi nghĩ rằng á, cái mình dùng cái chữ này nó hơi nhẹ. Tôi nói thẳng ra tới như thế này: nhà Cộng quyền Cộng sản Việt Nam họ biết được cộng đồng chúng ta đang trải qua một số những cái thử thách, và họ muốn dùng cái cơ hội này để họ thử lửa coi cộng đồng chúng ta, cái sức mạnh của cộng đồng chúng ta như thế nào. Rất có thể là họ đã cấy một số người ở trong đoàn biểu tình của chúng ta để họ làm rối cuộc biểu tình này, để chúng ta mất cái chính nghĩa.
Cho nên ở đây tôi xin kêu gọi quý vị, nếu quý vị thấy những cái hành động nào hay những cử chỉ nào mà phá rối để cho cuộc biểu tình chúng ta mất chính nghĩa, xin quý vị vui lòng báo cho ban tổ chức ngay lập tức, vì đó là cái lý do mà họ muốn, cái mục đích của họ muốn là muốn tạo cuộc biểu tình chúng ta trở thành mất chính nghĩa. Đó là cái thành phần bất hiểu, bất hủ mà anh Công đang nói đến, kính thưa quý vị. Họ hơn ai hết, họ hiểu cộng đồng của chúng ta đang gặp những cái sự thử thách, cho nên họ có những cái kế sách, họ có những cái mưu toan để họ làm cái chuyện đó, kính thưa quý vị. Đã đảo nhà quyền Cộng sản Việt Nam, đó đâu? Đã đảo Bộ Cộng sản Việt Nam phản quốc, đó đâu? Đã đảo nhà quyền Cộng sản Việt Nam, đó đâu? Đã đảo Bộ Cộng sản Việt Nam phản quốc, đó đâu? Thank you. Đâu đâu à, quý vị thấy không? Khi á mà mình làm những cái điều gì sai á, mình không bao giờ một Sydney một Melbourne. Mình em Sydney rồi, cảm ơn. Trong như vậy đó. Đó, thì thật sự mà nói đó, đã bao nhiêu năm họ nhốt đồng bào của chúng ta trong nước, đúng ở chú, trong những cái trại tù. Thì bây giờ ở cái xứ sở tự do, bên trong ai dán cửa ra thôi kìa. Bị nhốt ở bên trong như vậy, quý vị thấy chưa? Rất quý vị thấy rất là rõ. Lục dạ phải hello. Cả cờ của họ Long Nguyễn. Dạ anh Long Nguyễn. Anh ở Sydney phải không? Melbourne. Ở Melbourne. Mình có friend với nhau đó. Dạ dạ dạ. Mấy cái cờ nhỏ đó quý vị thấy treo giống như là người ta đang trang trí Thiên Thư, cảm ơn chị. Dạ Thiên Thư xinh đẹp quá. Nó không có xứng đáng một cái hình ảnh của một quốc gia. 88.9 FM Long Nguyễn. Cảm ơn anh. Thì quý vị thấy đó. Cái đã nói danh nó không có chánh rồi thì ngôn nó không có thượng, quý vị thấy không? Đó cho nên những cái việc làm của họ nó cũng giống còn như là một cái chuyến xe bus của đồng hương ở Karamata chưa đến nha quý vị, tại vì Karamata khởi hành sau ở bang sau, Ngọc Lục đi cái chuyến xe ở bang sau, do đó Ngọc Lục đến trước. Hành động của họ đối xử với đồng bào ở trong nước nó như thế nào, và cái ngọn cờ vàng của chúng ta lúc nào cũng chưa cao và bay cao hơn họ rất là nhiều ở những cái xứ sở tự do giống như thế này. Cờ của chúng ta bay rất là tự do, cờ của họ bay rất là túm núm. Ngay cả họ còn 5 phút nữa là 11 giờ sáng. Đã đảo nhà quyền Cộng sản Việt Nam phản quốc, đã đảo, đã đảo Bộ Cộng sản Việt Nam phản quốc, đã đảo. Quý vị, trong suốt những tháng qua, những năm qua, nạn đại dịch đó, thì họ giả mang giống như thế nào chúng tôi trình bày với quý vị rồi. Còn họ sát hại luôn cả cái sự sinh tồn của anh chị em thấy biểu tình ở đây rất là trật tự phải không? Một bên đó là người trước dân biểu tình, cái lời của và đối diện đó là những người nói cảnh sát, nếu mà những chúng ta người thua cho an ninh sản đó thì cái sự mà độc lập của đất nước Việt Nam hoàn của hoàn toàn rào ở trên, anh chị em thấy không? Cái điều này quý vị thấy cái này là hàng rào được dựng lên là trước cái ngày biểu tình thôi, chứ sau này họ gỡ ra đây nè, khống chế bởi nguyên cái khu đất này nè, bởi cộng sản Trung Quốc, và họ chẳng khác nào những tên thái thú biết nói tiếng Việt đang những tên Việt Cộng đang bên trong á quý vị. Nó khác hẳn đi những cái việc làm của Việt quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Quý vị còn nhớ đó là những cái trận hải chiến ở Hoàng Sa, khi mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa đó, hoặc mình biết á, mình bị ở trong đất liền thì mình đối đầu với lại cộng sản ở bên ngoài á, thì mình phải đối đầu với lại cái sự xâm lăng cũng họ chia sẻ luôn mà cộng sản Việt Nam trong lúc đó họ làm điều gì, họ ở trong mình rất buồn không đi được vì đang bị bệnh nhức đầu. Ô vậy hả chị, mong là chị Rose Nguyễn sớm hết bị nhức đầu nhé. Quý vị, đây là những cái hành động mà họ phản quốc nó rõ ràng có giấy tờ, và sau đó quý vị thấy mình cũng rất là sorry, mình muốn chia sẻ như thế này là cái đêm mà thắp nến tưởng niệm ngày Quốc hận 30 tháng 4 á, thì Ngọc Lục cũng có làm livestream, nhưng mà rất tiếc là cái phone của Ngọc Lục nó chỉ kéo dài được có 2 tiếng đồng hồ mà thôi, cho nên Ngọc Lục cũng sáng nay rất là cẩn thận cái vấn đề là không có xài cái phone nhiều trên cái chuyến xe bus mình đi 3 tiếng đồng hồ, bởi vì Ngọc Lục phải để dành cái pin để quay cái những cái cuộc biểu tình họ như thế này. Cố gắng bất thành ra là nào, hồi sáng tới giờ mình chỉ nghe nhạc thôi, mình nghe nhạc nó không có tốn pin bằng mình coi video quý vị. Sống thật tử tế và chúng ta sống có tình. Đúng 11 giờ rồi nhưng mà cái xe bus nó bị trễ đó anh chị. Dạ. Phải bảo vệ sự toàn vẹn của lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam. Chúng ta sống ở nơi nào chúng ta cũng là nguồn gốc Việt Nam. Trên tinh thần đó, kính thưa quý vị, chúng ta vẫn phải tiếp tục chú chụp cháu là cháu quay chú á. Dạ biết. Radio. Giờ đáp ứng cái đơn đơn. Chú thưa quý vị, Việt Nam muốn lên. Muốn lên.
Việt Nam muốn lên. Việt Nam muốn lên. Share with the communists of Vietnam. Share. Bow with the communists of Vietnam. Down. Đá đá cộng sản. Đá đá cộng sản. Đá đá cộng sản. Đá đá. Một rừng cờ vàng, chúng ta thường nghe những cái khẩu hiệu và những cái lời nguyền rủa như là từ cộng sản nó hàng quý vật mà nó ác với dân. Quý vị chắc cũng đã biết phải là một cộng sản nó đi ra với thế giới là tụi nó có một cái quân đội vô cùng hùng mạnh, một quân đội mà nằm trong top 10 the world, một quân đội mà có tới khoảng nửa triệu lính tác chiến, 5 triệu lính reserve, tức là mình gọi là gì, dự bị. Mà on top of that, nó có tới 415 tướng lĩnh đủ loại mà tôi gọi là tướng cướp. Và nếu chúng ta cộng lại nguyên tất cả tổng dân sự mà nhân sự mà họ dùng cái bộ phòng Việt Nam thì chúng ta có thấy con số khổng lồ là 1.500.000 người. Cũng tội nghiệp lắm. Đó là vào khoảng 10% tổng dân số của Việt Nam hiện tại bây giờ. Đây là những cái thành phần mà nó ăn lương từ từng tầng thước của người dân. Còn 415 cái anh tướng cướp này thì anh đục khoét ngôn ngữ của quốc gia. Nghe khủng khiếp lắm. Nhưng mà khi đụng tới giặc thì kiếm nó không ra đâu hết, nó trốn mất tiêu hết trơn rồi. Đó lý do tại sao mà chúng ta gọi tụi nó là hèn quý giặc, mà ác với dân. Khi mà đồng bào của mình đánh cá trên biển Đông, chỉ cách bờ biển của mình trên dưới 120 km, đã bị bọn Trung Cộng nó tấn công và nó giết chết nữa, thì mấy anh Navy này trốn mất tiêu hết. Từ xa xa mình có thể nhìn thấy một khi mà bọn tàu nó kéo dàn khoan 981 vô bên lãnh hải của mình để nó đào cổ, thì mấy ông này cũng trốn hết. Không có một cái tên tướng lãnh nào dám lên tiếng để mà bảo vệ chủ quyền của Việt Nam. Không có một cái anh nào mà hải quân, trong lực lượng hải quân mà dám đứng ra đối phó với cái bọn thổ phỉ Trung Cộng để mà bảo vệ sinh mạng của ngư dân Việt Nam. Thưa quý vị, đây là cái bọn hèn với giặc mà ác với dân. Đó là đồng sĩ! Đó là đồng sĩ! Đó là đồng sĩ! Hello người đẹp, hello người đẹp. Không thấy mặt cái gì hết hả? Chúng ta thấy đó là hai cái hình ảnh đó, thật sự nó đối chiếu với nhau rất là rõ ràng. Việt Nam Cộng Hòa thì là bảo vệ quyền lợi của đất nước, bảo vệ lãnh thổ và lãnh hải. Cho nên chúc xin quý vị cùng hôi chúng tôi. Việt Nam Cộng Hòa muôn năm! Muôn năm! Việt Nam Cộng Hòa muôn năm! Muôn năm! Việt Nam Cộng Hòa muôn năm! Muôn năm! Việt Nam tự do muôn năm! Muôn năm! Việt Nam tự do muôn năm! Muôn năm! Kính thưa quý vị, đã là thái thú cho người khác, đã là tai sai cho người khác rồi thì cái thú, cái tánh của thái thú á, lúc nào cũng là thái thú. Một lúc á thì làm thái thú cho tàu. À, đây kìa, thấy không quý vị thấy không? Đứng chụp hình đó, đứng chụp hình đó mà ngay cả mặt nạ còn phải giấu chụp hình không? Những cái việc làm xấu xa, tội ác, giả mạo nhà công viên cộng sản Việt Nam. Nó trốn rồi. Bao giờ kiểm tra ánh sáng được đâu, kính thưa quý vị. Trốn rồi, nó trốn rồi. Nó phản quốc. Đó là quân thảo Nam phản quốc. Đó là họ chỉ lú đầu ra chụp hình mình cái họ đi vô rồi. Tấn thái thú rồi, làm tay sai cho người khác rồi thì không có bỏ được. Làm một lúc just come out guys, bye. Một lúc thì làm thái thú cho Nga. Đó là lý do tại sao quý vị thấy khi mà bỏ phiếu ở tại Ukraine á, họ bỏ cái phiếu trắng luôn không quý vị. Đó là quý vị thấy đó là một trong những cái điều là một cái ý của thái thú, đã cái tính cất thái đẹp thú rồi thì cờ vàng yêu tự do. Dạ đúng, cảm ơn chị. Trước sau thì họ cũng là phản quốc Việt Nam thôi. Hồi trước họ cũng đã phản quốc có giấy tờ, bây giờ họ chị giúp Ngọc Lục share và mấy cái thay dùm nha, tại vì Ngọc Lục đăng quay cho nên không có share được. Cảm ơn chị. Họ không cách nào chối cãi được hơn nữa, và chụp nữa hả? Đem những cái điểm ra chúng ta nói thôi, thưa quý vị. Và quý vị thấy đó, càng ngày cái đồng biểu tình của chúng ta càng ngày càng đông. Đã đảo nhà quyền cộng sản Việt Nam phản quốc. Đã đảo nhà quyền cộng sản Việt Nam phản quốc. Đã. Tôi thấy đồng bào ở tại New South Wales đến cũng khá nhiều rồi. Xin welcome đồng bào ở tại New South Wales đã đến với chúng ta. Yeah. Welcome Sydney. Đồng bào ở Queensland đến cho quý vị. Chưa, nhưng mà tôi tin chắc là họ sẽ đến, là tại vì tôi biết là xe bus của Queensland đã đến New South Wales rồi và họ sẽ tham gia với cùng biểu tình của chúng ta ở tại đây trong cái giờ phút này, thưa quý vị. Đúng như vậy, kính thưa quý vị, chúng ta có đại diện từ khắp mọi nơi trở về và có đồng hương nữa trong cái điều kiện và phương tiện sẵn có của họ. Nếu mà chúng ta đang đứng ở camera mà chúng ta nhìn về WA, nhìn về WA thì Queensland đã bỏ cuộc chiến đang phản quốc, đã bỏ cuộc chiến đang phản quốc, đã bỏ cuộc chiến đang phản quốc, đã bỏ cuộc chiến
đã đâu thay nút cho tao đã đâu thay nút cho tao.